Thưa quý vị, trong khi nhập khẩu thịt heo đông lạnh heo sống tại Thái Lan để giúp bình ổn giá thịt heo trong nước thì lượng lớn thịt gà công nghiệp giá bèo cũng được nhập khẩu, khiến cho ngành chăn nuôi gà trong nước phải lao đầu. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh niên, gà công nghiệp lông trắng có giá xuất chuồng từ 26 đến 27.000 đồng một ký, gà lông màu từ 36.000 đồng một ký. À với mức giá này thì người chăn nuôi hoè giống thậm chí là lỗ nặng nếu thuê nhân công. Thông tin trên báo Thanh niên trong khi gà công nghiệp trong nước rớt giá thê thảm, gà công nghiệp đông lạnh lại được nhập khẩu ồ ạt. À. Trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 tấn thịt gà được nhập khẩu. Các nhà chăn nuôi cho rằng năm 2020 ngành chăn nuôi gà trong nước thua lỗ nặng nề. Ngoài lý do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, còn gì gà nhập khẩu giá rẻ. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị nhà nước nếu muốn hỗ trợ doanh nghiệp cần có động thái hạn chế nhập khẩu gà trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, thời điểm xuống giống vụ lúa đông xuân bắt đầu tới nhân bà con nông dân miền Trung thì vẫn chưa thể triển khai do đồng ruộng ngập úng, các bồi lấp sau nhiều đợt bão dồn, lũ dọc, trời đến mưa rét kéo dài nữa. Còn chưa kể đến tình trạng nhiều địa phương còn thiếu lúa giống phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Trước những khó khăn của bà con nông dân miền Trung, thì theo thông tin đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ 23 tấn hạt giống bắp và 15,8 tấn hạt giống rau để cấp cho người dân khôi phục sản xuất sau bão lũ. Trên báo Sài Gòn Giải phóng có thông tin tổng hợp là ngành nông nghiệp cấp tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang đề nghị chính phủ hỗ trợ lúa giống với 2.000 tấn mỗi tỉnh. Các tỉnh cũng đề nghị được hỗ trợ hơn 400 tấn hạt giống bắp và rau để khôi phục sản xuất, cũng như là phục vụ cho vụ đông xuân 2020-2021. Thêm một khung cảnh ảm đạm của sản xuất nông nghiệp được phóng viên báo Việt Nam Net ghi nhận. Thủ phủ trồng hoa lớn nhất Đà Lạt điều khiêu, chán dẻ vì không một thương lái vào hỏi mua. Giáo hoa cần tết nhất là Holly Lily vẫn đang bị bỏ ngỏ khiến cho người trồng hoa như ngồi trên đống lửa. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Việt Nam Net, tổng diện tích trồng các loại hoa để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 của Đà Lạt là khoảng 1.530 ha. Những năm trước thời điểm này các làng hoa ở Đà Lạt rất nhộn nhịp bởi các thương lái đã đến đặt hàng ký hợp đồng mua bán. Nhưng năm nay tính tới thời điểm này, giá nhiều loại hoa Tết vẫn đang bị bỏ ngỏ bởi các thương lái chưa liên hệ. Thông tin về thời tiết lạnh ở miền Bắc tiếp tục đầy nhiều trang báo đăng tải sáng này. Với điểm chung, đó là nhiều tỉnh phía Bắc nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Ký nhận của phóng viên báo tuổi trẻ tại đèo Âu Quy Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống âm 1 độ C khiến băng giá phủ trắng khu vực này. Những ngày gần đây, băng giá xuất hiện từ sáng sớm trên các điểm cao ở Âu Quy Hồ, Sapa, tỉnh Lào Cai, rồi lan dần xuống các vùng thấp hơn. Đến trưa thì hầu hết các khu vực từ khu du lịch Thác Bạc lên đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ đều có băng giá. Báo tuổi trẻ thông tin thêm là bản giá xuất hiện vào dịp cuối tuần, khách du lịch đổ xô lên đèo ô quy hồ chụp ảnh. Quốc lộ 4D ủng ứ cả một đoàn dài, nhiều khách đi bộ cao cây số dưới trời mưa rét để chụp ảnh với bán giá.